Gần đây, tại địa bàn xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, xuất hiện nhóm đối tượng ngang nhiên tập kết nhiều máy móc khai thác cát trái phép dưới lòng đất với quy mô lớn. Nhận được tin báo từ người dân, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã men theo quốc lộ Nam Sông Hậu, qua cầu Mỹ Thanh 2 khoảng 1 km thì rẽ phải theo tuyến đường xã Vĩnh Hải, thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đi thêm khoảng 5 km, chúng tôi đến ngã tư Chùa Bà Len, Tiếp tục rẽ phải vào con đường bê tông và đường đất ngoằn ngoèo hơn 2 km thì đến địa điểm được chỉ định thuộc ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải. Đập vào mắt chúng tôi là một đại công trường với nhiều thiết bị máy móc cơ giới, đất đai bị đào bới ngổn ngang để phục vụ cho việc khai thác cát trái phép dưới lòng đất. Đóng vai là những người đi mua đất từ thành phố Hồ Chí Minh đến, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào khu vực gần công trường. Ghi nhận tại đây, các đối tượng khai thác cát trang bị nhiều loại máy bơm công suất lớn, ba xe cuốc, hai cần cẩu gắn mũi khoan được đặt trên hai xà lan sắt. Ngoài ra còn có các đường ống nhựa để bơm hút cát. Càng tiến sâu, khung cảnh tan hoang càng hiện rõ, đất đai bị đau bới tứ tung, chất thành từng giải mô cao. Theo ước lượng, toàn bộ công trường khai thác cát trái phép này có quy mô khoảng 50.000 m vuông Quy trình khai thác cát trái phép của các đối tượng rất tinh vi sử dụng các xe cuốc bóc tách đi phần lớp đất mặt như thể đang đào vung nuôi tôm. Dùng cần cẩu có gắn mũi khoan và tiến hành khoan sâu xuống lòng đất từ 7m đến 10m. Kể đó, dùng máy bơm công suất lớn hút cát sang một bể lắng. Cát từ bể lắng sẽ được bơm lên xà lan để chở đi tiêu thụ. Tại hiện trường, phóng viên phát hiện trữ lượng cát vẫn còn đầy trong bể lắng rộng gần 1.000m2, ước tính khoảng 5.000-7.000m khối cát vẫn chưa mang đi tiêu thụ. Hiện nay, nguồn cát phục vụ cho săn lắp các công trình đang thiếu nguồn cung và rất khan hiếm. Do đó, giá cát săn lắp hiện đang được đẩy lên cao khoảng 200.000 đồng một mét khối, càng khiến các đối tượng khai thác cát trái phép không từ phương thức nào để thu lợi bất chính. Người cầm đầu nhóm công nhân khai thác cát trái phép trên tên Nguyễn Ngọc Tâm, khoảng 45 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh.